chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước Ống Kính chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 11 trên kênh truyền hình BRT. Những tin tức an ninh trật tự, an toàn xã hội đáng chú ý diễn ra trên khắp cả nước đã được chúng tôi ghi nhận và sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu là một thông tin liên quan đến quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Đinh Tiến Sử, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bạch Việt, kiêm Giám đốc Khách sạn Bavico Nha Trang Khánh Hòa và Công ty Bavico Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, do trốn khỏi nơi cư trú khi bị cơ quan điều tra khởi tố tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định này đã được Thiếu tướng Phạm Văn Thi, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ký. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, Đinh Tiến Sử có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án khách sạn Bavico Đà Lạt và khách sạn Bavico Nha Trang đang thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Khi bị khởi tố, tống đạt quyết định khởi tố thì bị can Đinh Tiến Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú và hiện không rõ bị can đang ở đâu. Theo quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng trên toàn quốc, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Sử đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân gần nhất. Trước đó vào tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Đinh Tiến Sử về tội chứa mại dâm cùng 3 bị can, nhưng tòa trả hồ sơ vì cần bổ sung chứng cứ. Trong thời gian được tại ngoại, bị can đã bỏ trốn. Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao chia sẻ một clip đăng tải tố cáo một giáo viên của trường mầm non Tư Thục Mai Vàng trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, trừng phạt một bé trai bằng cách dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay. Hiện công an huyện Chân Thành đang lấy lời khai từ phía gia đình cháu bé, giáo viên và lãnh đạo nhà trường để làm rõ vụ việc. Ngày 7 tháng 11, trên mạng xã hội Facebook xôn xao chia sẻ thông tin cháu bé Lương Gia Bảo 5 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, nghi bị cô giáo dùng vật sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, các đầu móng tay tổn thương do cắt móng quá sâu. Gia đình cháu Bảo cho biết những dấu đỏ trong lòng bàn tay bé Lương Gia Bảo là do cô giáo Hằng, giáo viên của trường, dùng vật nhọn đâm nhằm răn đe các bé còn lại nếu không nghe lời. Cô giáo cũng đã nhận lỗi và hứa sửa sai nên gia đình đồng ý bỏ qua. Tuy nhiên do cháu hiếu động, nghịch nên nhà trường cho cháu nghỉ. Cô Hằng thấy cháu bị cho nghỉ học nên trong ngày cuối cùng cháu học tại trường đã cầm bấm móng tay cắt 10 đầu ngón tay cháu rớm máu. Sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Chân Thành đã chỉ đạo công an, phòng giáo dục đào tạo huyện Chân Thành, Ủy ban nhân dân xã Minh Hưng làm rõ có hay không những hành vi đã nêu. Đến chiều ngày 8 tháng 11, cháu Lương Gia Bảo đã được gia đình đưa đi giám định thương tích, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên được xác định là địa bàn nhức nhối về tội phạm ma túy. Các đối tượng tội phạm triệt để lợi dụng địa hình biên giới phức tạp để hoạt động. Trong đó có nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn mang tính chất xuyên quốc gia, với những đối tượng manh động sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện và bắt giữ. Điển hình là đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia thuộc chuyên án 919B vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp triệt phá thành công vào hôm qua 9 tháng 11, thu giữ 220 bánh heroin cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại bản Na Tông, xã Na Nông, huyện Điện Biên, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng Thào A Bình, sinh năm 1991, trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là đối tượng cầm đầu. Và Thào A Chứ, sinh năm 1988, trú tại bản Mí Hán, Tủa Chữ, xã Bún Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, do hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 220 bánh heroin có khối lượng 77kg, 2 xe ô tô, 1 xe máy và nhiều vật chứng khác có liên quan. Quá trình phá án, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các đối tượng đã bị khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào, vận chuyển vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ thì bị lực lượng công an Điện Biên phát hiện bắt giữ. Cuối cùng là một thông tin liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Giáng Khẩu, tỉnh Ninh Bình vào hôm qua 9 tháng 11, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trưa ngày 9 tháng 11, chợ Giáng Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã bị cháy trên diện tích rộng.
ngọn lửa bùng phát tại một khu vực nhỏ trong chợ, sau đó nhanh chóng lan ra các kiosk, gian hàng xung quanh. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng vụ cháy đã thiêu rụi hơn 30 kiosk khu vực trung tâm chợ, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Trước Ống Kính. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử Trước Ống Kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.